Trương Mỹ Lan từng xin thôi quốc tịch Việt Nam. Số phận thê thảm của Vạn Thịnh Phát. Mến chào quý vị khán thính giả đang nghe và xem kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức, đời sống và xã hội. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, tôi xin gửi lời chúc tới quý vị và các bạn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Kính thưa quý vị, quả thực, đối với bất cứ ai, khi đang ở trên đỉnh cao của quyền lực, đang có cuộc sống xa hoa, bề thế, mà lại bị rơi thẳng xuống vũng bùn, phải tra tay vào chiếc còng số 8 trong sự tủi hổ và đau xót, thì quả thật là thê thảm làm sao. Trường hợp này rất đúng với bà Trương Mỹ Lan, người được xem là chủ mưu trong tất cả những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB. Từ một người có cuộc sống giàu sang, phú quý, tiếng tăm vang dội cả một góc trời, có chồng là một tỷ phú người Hồng Kông là ông Chu Lập Cơ, gia tộc họ Trương của bà Lan cũng là một gia tộc mạnh có tiếng tại Việt Nam, sở hữu hàng ngàn khu đất vàng đắt đỏ trải dài khắp từ Bắc vào Nam, mà nay rất nhiều các thành viên đã phải vướng vào vòng lao lý, tài sản bị tịch thu, phong tỏa, mất đi sự tự do của một con người. Cũng chỉ bởi lòng tham không có điểm dừng, ma lực của đồng tiền lôi kéo mà không thể làm chủ được bản thân, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cả xã hội. Bởi thế mà giờ đây, chẳng biết trước đây, bà Lan đã từng được thế lực tai to mặt lớn ra sao, miệng thét ra lửa nâng đỡ như thế nào. Nhưng bây giờ, không còn ai có thể cứu được bà Lan khỏi tình huống bi đát của ngày hôm nay. Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Trương Mỹ Lan tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19-20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình. Vậy, việc gia tộc Trương Mỹ Lan từng xin thôi quốc tịch Việt Nam diễn ra như thế nào, mục đích ra sao, và số phận thê thảm của bà Trương Mỹ Lan sau khi nhận mức án cao nhất là loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Vạn Điều Hay tìm hiểu qua video ngay sau đây. Kính thưa quý vị, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bà Lan, sau khi bước lên bục khai báo để nói những lời sau cùng, ông đã có những lời nói hết sức thấm thía và đầy nước mắt. Dù rất bình tĩnh, bị cáo vẫn chưa thể tin hậu quả đang gánh chịu. Cảm giác xót xa với người vợ khiến tôi khó tha thứ cho mình, ông Chu Lập Cơ nói. Giá như ngày ấy tôi sát cánh cùng vợ để hiểu rủi ro, tôi đã can ngăn vợ việc tham gia tái cơ cấu ngân hàng, thì sẽ không có cảnh gia đình tôi tan tác, mỗi người mỗi cảnh như thế này, bị cáo nói tiếp. Bị cáo Chu Lập Cơ xin hội đồng xét xử xem xét cho ông hưởng mức án nhẹ nhất, xin tòa khoan hồng cho vợ và cháu gái, cho tôi cơ hội cứu vợ mình. Chỉ có tôi mới làm được việc đó bằng những nỗ lực lớn nhất. Tôi gửi lời xin lỗi từ tận trái tim đến vợ mình vì đã để bà đơn độc trên thương trường, đưa ra những quyết định rủi ro. Tôi hứa sẽ dùng phần đời còn lại sát cánh với vợ để khắc phục hậu quả của vụ án, ông Chu Lập Cơ kết thúc lời nói sau cùng tại phiên tòa. Bên cạnh đó, bị cáo Trương Huệ Vân cũng có lời nói sau cùng, xin hội đồng xét xử tha thứ cho bà Trương Mỹ Lan một con đường sống. 18 tháng qua, bị cáo học được vô số bài học quý giá. Bị cáo nhận thức bản chất sâu sắc của cuộc sống. Bài học quý giá nhất chỉ được học qua khổ đau. Sau tất cả, bị cáo sẽ là người tốt hơn, cống hiến nhiều hơn với tinh thần thượng tôn pháp luật, giọng bị cáo Trương Huệ Vân trùng xuống. Bị cáo trích dẫn câu nói của triết gia về việc không ai tắm hai lần trên một dòng sông, để nói cuộc sống cần có sự tiến bộ. Cháu gái bà Lan mong tòa xem xét khoan dung cho các bị cáo, đặt các bị cáo trong hoàn cảnh phạm tội, lịch sử và xem xét các giá trị phẩm chất của các bị cáo. Bị cáo Vân xin hội đồng xét xử xem xét cho bà Trương Mỹ Lan.
Hôm qua bị cáo theo dõi lời sau cuối của bị cáo Trương Mỹ Lan, một người phụ nữ được biết đến là không có nước mắt, tinh thần thép, nhưng dường như tan nát lòng khi đứng trước hội đồng xét xử, bà Vân xúc động. Kính xin hội đồng xét xử cho cô của bị cáo có cơ hội thoát khỏi án tử hình trực chờ, để cô của bị cáo có thể dùng toàn bộ ý thức và nghị lực của mình giải quyết hậu quả của vụ án. Chỉ có cô của bị cáo mới có thể làm được việc này. Bên cạnh nỗi sợ hãi và khổ đau, còn có niềm tin và hạnh phúc. Bị cáo Vân tha thiết và kết thúc lời nói sau cùng. Kính thưa quý vị, có thể thấy rằng khi con người ta đang ở trên đỉnh cao của quyền lực, của địa vị, của sự giàu sang, thì hiếm khi nào con người ta có thể lường trước được những hiểm nguy đang chờ đợi mình ở phía trước. Vào năm 2014, một sự kiện gây chấn động dư luận vào thời điểm đó chính là việc bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình đã xin thôi quốc tịch Việt Nam. Đó là Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Chí Trung, Ngô Thanh Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát và Lâm Thị Hòa. Nhiều chuyên gia cho rằng việc từ bỏ một quốc tịch, quốc gia mà mình đã từng sinh ra và gắn bó thì thực sự không phải là quyết định dễ dàng gì. Đằng này lại nguyên một gia tộc cùng đồng loạt xin thôi quốc tịch. Chắc là họ có điều gì khó nói. Nhưng có lẽ phần nào quý vị khán thính giả cũng có thể đoán được một phần nào đó ý định năm xưa của bà Trương Mỹ Lan cùng các thành viên trong gia đình khi xin từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Bởi vì bây giờ đây, mọi âm mưu đen tối và những thủ đoạn kinh tế của bà Trương Mỹ Lan cùng hàng loạt các cán bộ, lãnh đạo cộm cán trong ngành ngân hàng với những khối tài sản kếch xù có được do các hoạt động làm ăn phi pháp của mình đều đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Một lùm xùm khác liên quan đến gia tộc họ Trương này, đó là việc bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ, chồng của bà Lan, bất ngờ xuất hiện trong vụ hồ sơ Panama. Vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực rửa tiền, trốn thuế, chuyển tiền ra nước ngoài từ những năm 1977 đến cuối tháng 12 năm 2015. Theo dữ liệu từ Panama, có hai thể nhân là Chu Lập Cơ và Trương Mỹ Lan đều là người thụ hưởng tại công ty có địa chỉ đăng ký tại Thiên Đường Thuế ở trong hồ sơ Panama. Vậy gia tộc họ Trương giàu có cỡ nào? Kính thưa quý vị, Vạn Thịnh Phát mặc dù sau khi được cơ quan công an khởi tố các vi phạm thì có lẽ báo chí trong nước mới bắt đầu tiến hành các bài báo, phóng sự điều tra chuyên sâu về các hoạt động của tập đoàn này. Chứ thời gian trước đó, mọi thông tin liên quan đến Vạn Thịnh Phát luôn được xem là một bí ẩn nhất tại Việt Nam. Mặc dù Vạn Thịnh Phát sở hữu rất nhiều các khu đất vàng, các dự án khủng trải dài từ Bắc đến Nam. Người ta chỉ biết rằng Vạn Thịnh Phát được điều hành bởi bà Trương Mỹ Lan cùng chồng là ông Chu Lập Cơ, một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Hồng Kông, Trung Quốc. Tên tuổi của bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát chính thức được nhiều người biết đến từ cuối những năm 2011, thời điểm mà ba ngân hàng là SCB, Đệ Nhất và Việt Nam Tín Nghĩa bắt đầu cuộc đàm phán đi đến thống nhất sẽ hợp nhất thành một ngân hàng để nâng cao năng lực tài chính và cách thức quản lý dòng tiền một cách tối ưu, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người dân đang gửi tiền tại các ngân hàng này. Thời điểm đó, Thống đốc Nguyễn Văn Bình công bố thông tin này tại cuộc họp giao ban báo chí của Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức tại Hà Nội. Bước đầu tiên trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng theo chủ trương của Đảng và Chính phủ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước thông qua chủ trương hợp nhất 3 ngân hàng có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh là Vcombank, Tín Nghĩa Bank và SCB. Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định, theo ông, 3 ngân hàng này thời gian qua gặp khó khăn về thanh khoản, chủ yếu là dùng nhiều vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn. Khi nguồn vốn ngắn hạn không còn dồi dào, 3 ngân hàng này đã mất khả năng thanh toán tạm thời. Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ thanh khoản cho cả 3 ngân hàng trên, nên tình hình đã ổn định hơn. 3 ngân hàng này đã họp và đi đến quyết định tự nguyện thống nhất, phát huy thế mạnh của nhau,
hỗ trợ cho nhau, đồng thời tiết giảm chi phí vận hành nhằm tạo một ngân hàng mới vững mạnh hơn, với khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn, mạng lưới rộng hơn, ông nói thêm. Rõ ràng, chúng ta có thể thấy rằng việc hợp nhất ba ngân hàng đã nói ở trên là hành động hết sức nhân văn của Đảng và Nhà nước trong việc ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ba ngân hàng này, khi ba ngân hàng đều đang gặp phải khó khăn về dòng tiền. Thế nhưng, bị cáo Trương Mỹ Lan lại lợi dụng việc này để thâu tóm lượng lớn cổ phần của ngân hàng SCB, trực tiếp chi phối, xâm phạm đến hoạt động bình thường của ngân hàng, phục vụ cho mục đích cá nhân là rút ruột ngân hàng SCB, gây thiệt hại hàng trăm ngàn tỷ đồng của nhà nước và nhân dân. Đây rõ ràng là hành vi không thể biện minh bằng bất kỳ một lời nói hay giọt nước mắt nào, bởi vì hậu quả của việc này được đánh giá là không thể thu hồi, không những thiệt hại về tài sản và kinh tế, mà còn ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế vĩ mô và những người đã tin tưởng và gửi tiền tại ngân hàng SCB. Bị cáo Trương Mỹ Lan vì lòng tham của cải tiền bạc mà rơi vào tuyệt cảnh như ngày hôm nay, làm cho Vạn Điều Hay nhớ đến một câu nói ấn tượng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch của tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, đó là tiền nhiều để làm gì. Trước đó, bà Trương Mỹ Lan thành lập tập đoàn Vạn Thịnh Phát năm 1992 với tên gọi Siêu thị Trách nhiệm Hữu hạn Vạn Thịnh Phát. Sau đó, năm 2007, Siêu thị Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, viết tắt là VTP Group Holding, vốn điều lệ là 6.000 tỷ đồng. Chỉ tính riêng các công ty trên, bà Trương Mỹ Lan đã sở hữu lượng cổ phần trị giá lên đến 6.700 tỷ đồng. Bà Lan có thể coi là một trong những người giàu có nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, Vạn Thịnh Phát còn có 3 nhà hàng liên quan là Siêu thị Cổ phần Đầu tư An Đông, vốn đăng ký là 9.000 tỷ đồng, Siêu thị Cổ phần Đầu tư Instant Việt Nam và Siêu thị Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula, vốn đăng ký là 18.000 tỷ đồng. Vạn Thịnh Phát đặt ra mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu của Việt Nam về vấn đề kinh doanh nhà hàng, khách sạn và đầu tư phát triển bất động sản. Có thể nói rằng, số tiền mà bà Lan có được ở thời điểm này, khó có ai mà bì được với bà về sự giàu có. Bà có thể sống một cuộc sống sung sướng như một nữ hoàng ở các cung điện nguy nga tráng lệ, người hầu kẻ hạ mà chẳng cần phải lo nghĩ nhiều. Đâu đó, tôi từng đọc được một câu nói của một tỷ phú nước ngoài như thế này. Có quá nhiều người đánh giá mức độ thành công của mình thông qua cách họ kiếm được bao nhiêu tiền hay tạo ra được bao nhiêu mối quan hệ với những người mà họ kết giao. Với tôi, thành công thực sự phải được đánh giá bằng hạnh phúc của chính mình. Đúng vậy, khi đã ở cái tầm của bà Trương Mỹ Lan thì việc kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa có lẽ cũng chẳng có ích gì. Thế mà lại đem đánh đổi cái hạnh phúc bình dị nhất của mình là được sống an nhàn tuổi già, được vui vẻ quây quần bên con cháu, ăn bữa cơm gia đình. Bây giờ lại đổi lấy thêm tỷ này tỷ kia, xem ra cũng chẳng còn lại gì nữa. Tiền bây giờ cũng chẳng còn, mà gia đình thì cũng tan vỡ hết. Có lẽ đây cũng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của bà Trương Mỹ Lan khi đã tham gia vào việc tái cơ cấu ngân hàng SCB và biến ngân hàng này trở thành một công cụ kiếm tiền phi pháp cho bà và gia tộc của mình. Khi được tòa cho phép bước lên bục khai báo để nói những lời sau cùng, bà Trương Mỹ Lan đã nhiều lần khóc nức nở, xin nhận trách nhiệm về hậu quả của mình đã gây ra tại ngân hàng SCB, nhưng không thừa nhận việc tham ô tài sản và đưa hối lộ, mong tòa xem xét. Bà Lan nói, tôi tin đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật, định đoạt số phận pháp lý cuối cùng dành cho tôi trong vụ án này. Bà Lan cho biết, sau mỗi một phiên tòa kết thúc trở về phòng giam, tôi luôn day dứt và đau khổ với câu hỏi, tại sao bản thân và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như ngày hôm nay? Tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng và đau xót về những biến cố đang xảy ra với gia đình của mình, đặc biệt là chồng và cháu gái ruột của tôi là Trương Huệ Vân. Họ cũng đang vướng vào vòng lao lý chỉ vì tin và nghe theo những chỉ đạo của tôi. Bà Chủ tịch Vạn Thịnh Phát biện minh rằng bản thân và gia tộc đã trải qua thời gian khắc nghiệt của thương trường để phát triển kinh doanh hơn nữa, với mong muốn đóng góp cho thành phố và đất nước. Chồng tôi
Mặc dù là một thương nhân Hồng Kông rất giàu có, nhưng ông ấy luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình. Tất cả cũng chỉ vì những sai lầm của tôi khi quyết định tham gia vào lĩnh vực ngân hàng, cụ thể là ngân hàng SCB. Mặc dù tôi không có kinh nghiệm hay kiến thức gì trong lĩnh vực này, vì thiếu hiểu biết và sự nóng vội mà tôi bị cuốn vào vòng xoáy tái cơ cấu ngân hàng SCB mà rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, liên lụy sang cả gia đình của mình, đặc biệt là chồng và cháu gái của tôi. Lúc đó, tôi chỉ mong muốn việc tái cơ cấu ngân hàng SCB sẽ thành công tốt đẹp, nên đã đưa hết tài sản vào đảm bảo khoản vay tái cơ cấu. Tôi rất đau xót khi bị dùng những từ ngữ nặng nề như chủ mưu, cầm đầu, nắm quyền lực tuyệt đối, thực hành hành vi phạm tội tinh vi xảo quyệt. Tôi tha thiết mong hội đồng xét xử xem xét lại tội danh và cung cấp bằng chứng về tội tham ô tài sản và đưa hối lộ đối với tôi, bị cáo nói. Đồng thời đề nghị tòa xem xét việc một loạt các doanh nghiệp đang vay tại SCB có dư nợ khoảng 300.000 tỷ đồng, được xác định là nằm trong 1.284 khoản vay của Vạn Thịnh Phát, là không liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Trước kia, gia tộc tôi luôn sum vầy, giờ tan nát mỗi người mỗi ngả, không biết có ngày được cùng nhau ăn bữa cơm nữa hay không. Sau mỗi phiên tòa, trên chiếc xe về phòng giam, tôi chỉ nhìn thấy cánh tay của người thân vẫy bên đường, hoặc nhìn qua màn hình là trái tim tôi đã tan nát, bà Lan khóc. Kính thưa quý vị, có thể thấy rằng mặc dù việc tước đi quyền được sống đối với bất kỳ ai cũng là một quyết định vô cùng khó khăn đối với Viện Kiểm sát và Hội đồng xét xử, vì nó liên quan trực tiếp đến sinh mệnh chính trị và mạng sống của một con người. Thế nên, việc Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình dành cho bị cáo Trương Mỹ Lan, chắc hẳn các cơ quan chức năng của nhà nước đã tiến hành điều tra rất kỹ lưỡng, công tâm, đúng người, đúng tội, để công lý được thực thi, để xã hội được thực sự an toàn, đảm bảo cuộc sống của tất cả người dân. Còn đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, đến giây phút cuối cùng, bị cáo vẫn không nhận thức được hậu quả về tội tham ô tài sản và đưa hối lộ của mình. Bào chữa cho bà Lan trong những ngày qua, năm luật sư cho rằng thân chủ của mình không phạm tội tham ô tài sản, số tiền thiệt hại không nhiều như cáo buộc, đề nghị định giá lại tài sản đang kê biên. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát đã bác toàn bộ nội dung bào chữa, giữ nguyên quan điểm truy tố. Nhiều người cũng thắc mắc rằng SCB không phải là ngân hàng công, bà Lan cũng không nằm trong ban lãnh đạo SCB, nhưng vì sao bà Lan lại bị cáo buộc tham ô tài sản? Vạn Điều Hay xin phép được gửi lời giải thích đến quý vị như sau. Theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, chủ thể của tội tham ô tài sản là người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước, từ đủ 16 tuổi trở lên và không trong tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự. Nội dung kết luận điều tra cho thấy, mặc dù không nắm giữ trực tiếp chức vụ tại SCB, nhưng bà Lan sở hữu trên 90% cổ phần, nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này. Quá trình chi phối, chỉ đạo nêu trên đã dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như kết luận đã công bố. Như vậy, dẫu không có chức vụ gì ở SCB, nhưng bà Trương Mỹ Lan lại là người tuyển chọn, chỉ đạo những người có chức vụ tại ngân hàng này. Tức là bị cáo Trương Mỹ Lan có quyền quyết định đến hoạt động của ngân hàng, vị luật sư phân tích. Đối chiếu với các căn cứ đã được kết luận, điều tra đề cập, hành vi của bà Trương Mỹ Lan có dấu hiệu cấu thành tội tham ô tài sản khi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để chiếm đoạt tiền của SCB. Rõ ràng, từ các kết luận của cơ quan điều tra cho thấy, bị cáo Trương Mỹ Lan nói rằng mình dành tất cả tâm huyết và tình cảm vào việc vực dậy SCB là hoàn toàn chưa có căn cứ, mà sự thật chỉ thấy rằng bà Lan đã thực hiện các hành vi gian dối, chỉ đạo lập khống hồ sơ và SCB đã giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm của bà Lan với tổng số tiền lên đến 1.066.600 tỷ đồng. Khi giải ngân, SCB sẽ chuyển cho các cá nhân hoặc pháp nhân theo phương án vay vốn. Vâng, thưa quý vị không nghe nhầm đâu ạ, là con số hơn 1 triệu tỷ đồng. Khi tiền rút khỏi ngân hàng, bà Lan sẽ chỉ đạo cấp dưới chuyển từ công ty được giải ngân sang tài khoản của các pháp nhân hay cá nhân ma. Khi cần sử dụng, bà Lan yêu cầu chuyển tiền lòng vòng
trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát để tránh bị kiểm toán. Số tiền 1 triệu tỷ đồng đủ để làm rung chuyển cả nền kinh tế của một quốc gia. Ước tính số tiền này còn nhiều hơn cả số tiền của 5 vị tỷ phú chứng khoán hàng đầu Việt Nam cộng lại. Ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan cảm thấy rất ăn năn hối cải và ân hận về những việc làm mà mình đã gây ra, thì còn có bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Từ khi bị tạm giam đến nay đã 17 tháng, bị cáo rất ân hận, ăn năn hối cải với những việc mà mình đã làm trong thời gian vừa qua. Năm nay, bị cáo đã 63 tuổi, bị cáo có mẹ già hơn 80 tuổi. Với mức án của Viện Kiểm sát đề nghị, thì bị cáo sẽ không còn cơ hội để gặp mẹ. Bị cáo xin hội đồng xét xử và Viện Kiểm sát xem xét để bị cáo có cơ hội để trở về với cuộc sống xã hội và gia đình. Bị cáo thấy rằng khi ở ngoài xã hội thì không biết như thế nào, nhưng ở trong trại tạm giam thì mới thấy việc tự do và ở bên gia đình là hai điều quý giá nhất. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói trong bản tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945: mọi người sinh ra đều có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, và đây là những quyền không ai có thể xâm phạm được. Thế nên, việc tước đi mạng sống của một ai đó đều là những quyết định vô cùng khó khăn của bất kỳ một tòa án nào. Nó đều sẽ được xem xét rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ để đánh giá về mức độ hành vi của các bị cáo đã gây ra. Thế nhưng, quan sát trong vụ án của bị cáo Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, Vạn Điều Hay không thể tìm thấy được một lý do nào để hội đồng xét xử có thể có sự khoan hồng dành cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Nhận xét như Viện Kiểm sát đã nêu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn từ ngân hàng SCB, quanh co, chối tội, đổ lỗi cho nhân viên. Đây là một bài học cảnh tỉnh dành cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có ý định tham ô tài sản, chiếm đoạt của công làm của riêng, tư túi làm giàu cho cá nhân mà bất chấp tất cả những quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và các tổ chức cá nhân. Trên đây, Vạn Điều Hay đã gửi đến quý vị và các bạn chấn động: bà Trương Mỹ Lan đã từng muốn xin thôi quốc tịch Việt Nam, số phận thê thảm Vạn Thịnh Phát. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.